ngay dòng âm nhạc của những người trẻ nghe, đó là nhạc trẻ. Nhưng qua những gì mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy rằng là gu âm nhạc của các bạn trẻ bây giờ cũng rất là phong phú, và có một cái dòng nhạc rất được ưa thích ở Việt Nam. Trước nay người ta cứ nghĩ rằng chỉ nào khán giả đến với nhạc xưa ra sao và những nghệ sĩ trẻ của ngày hôm nay họ tiếp cận nhạc xưa như thế nào để đem một dòng nhạc đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ đến với khán giả của ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ